Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ, các gói an sinh xã hội đã được trao đến tận tay đa số người lao động khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, thì qua đường dây nóng của Alo Chào Buổi Sáng, chúng tôi vẫn tiếp nhận được nhiều phản ánh của các lái xe công nghệ về việc là một số người chưa thể tiếp cận được với một số chính sách an sinh. Phóng viên Alo Chào Buổi Sáng đã tìm đến các lái xe công nghệ cũng như là những chuyên gia về chính sách an sinh xã hội để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. 3 năm làm lái xe công nghệ toàn thời gian. Dù biết công việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, nhưng để có mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống, chị Nga thường xuyên làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày ngoài đường. Có tháng chị không nghỉ ngày nào. Hôm là 10 giờ đây mới về. Tức những cái rủi ro của sự cố trên đường, tức là va chạm hoặc là về cái tai nạn giao thông trên đường thì mình không thể nào nói trước được. Công việc phải đánh đổi thời gian, sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm. Mức thu nhập thiếu ổn định, nhưng đối tượng lao động là lái xe công nghệ đang gặp khó khi tiếp cận các gói an sinh. Người lái xe Grab thì hầu như là rất ít người được sự quan tâm và ấy, nên là rất là khó khăn một cách thực sự khi mà hàng mấy tháng trời liền không có công ăn việc làm. Và những cái lúc mà bình thường không sao, lúc công việc hoặc là những cái lúc mà phụ nữ tôi sinh đẻ, còn thai sản đấy, phụ nữ tôi nghỉ đẻ ở nhà, không có hỗ trợ gì cả. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện các lái xe công nghệ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do chỉ có hợp đồng đối tác với các đơn vị cung cấp ứng dụng, chứ không phải hợp đồng lao động. Điều này đang tạo ra khoảng trống trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhẽ ra chẳng hạn, nếu mà được quan tâm chẳng hạn thì có thể là những cái người mà ký hợp đồng với họ chẳng hạn, sử dụng cái công nghệ Grab của họ chẳng hạn, thì có thể họ đứng lên họ đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng này. Nhưng mà trên thực tế thì hiện nay thì chưa có, cho nên là nếu mà cái người lao động này muốn đảm bảo cái cuộc sống lâu dài, đặc biệt là khi mà nó hết cái tuổi lao động rồi, không lao động được rồi, thì họ lại phải có chăng thì có tham gia cái bảo hiểm tự nguyện thôi. Chúng ta thấy rằng là cái bảo hiểm tự nguyện hiện nay nó mới chỉ có cái bảo hiểm hưu trí hoặc là bảo hiểm tất, tức là bảo hiểm dài hạn, trong khi cái sự quan tâm của đội ngũ lái xe công nghệ là những cái bảo hiểm ngắn hạn như là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo khảo sát, phần lớn lái xe công nghệ hiện nay ở độ tuổi 25 đến 35 tuổi. Mức độ tiếp cận các chính sách như bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện vẫn rất thấp, chỉ dưới 10%. Trong thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ này, theo các chuyên gia, các quy định chính sách an sinh hiện hành cần tiếp tục sửa đổi. Một số chuyên gia cho rằng, theo nghị quyết 68, nếu các lao động không có hợp đồng thì có thể xem là lao động tự do. Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng và mức tiền hỗ trợ. Vì vậy mà người lao động có thể liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền. Mọi vấn đề quý vị cần phản ánh, chúng tôi sẽ tiếp nhận qua số điện thoại của Alo Chào Buổi Sáng là 0858 247 247, có cả trên Zalo và Viber.